Chào mừng mọi người đã quay trở lại với podcast show Nhâm Nhi Guitar của Nguyễn Minh Cường và những khách mời đặc biệt. Và khách mời ngày hôm nay chắc chắn rồi, rất đặc biệt. Một trong những khách mời nhỏ tuổi nhất mà Cường mời đến podcast show Nhâm Nhi Guitar xin được trân trọng giới thiệu ca sĩ Hồ Văn Cường. Dạ, con chào chú Cường, cũng như là chào quý vị khán giả của Nhâm Nhi Guitar ngày hôm nay. Con chào chú Cường. Một câu thôi mà trái tim này nó đau quá. Dạ, chú kêu xưng bằng gì chú? Thôi, xưng bằng chú là đúng rồi. Dạ, chú vì, đúng rồi. Chú là trong nhóm của cô Uyên, cái đi lắc. Con gọi cô Uyên là cô, thì con gọi chú là đúng. Nhưng mà mới đó thôi mà bây giờ mình đã lên chức chú rồi thì mình cũng đã có tuổi. Chào con. Dạ, chào chú. Cảm ơn con đã đến với podcast show Nhâm Nhi Guitar của chú. Hôm nay thì con cũng thấy rất là vui khi mà con biết chú cũng 7 năm rồi. Từ khi mà con thi Vietnam Idol Kids tới nay luôn. Nhưng đây là lần đầu tiên mà hai chú cháu mình có cái cơ hội để mà ngồi nói chuyện trực tiếp. Và hy vọng là hôm nay con với chú sẽ có cái cuộc trò chuyện thật là vui và con có thể học hỏi được những cái kinh nghiệm âm nhạc từ chú. Học hỏi thì chú nghĩ cũng không có gì học hỏi đâu. Tại vì con vào nghề năm 2016 đúng không? Thì chú vào trước con có mấy năm thôi. Tính ra thì mình cũng là ngang trang lứa thôi. Chú vào nghề trẻ lắm. Cho nên là mình sẽ cùng nhau mình trò chuyện. Và đặc biệt là sẽ có những cái món quà âm nhạc dành tặng cho khán giả. Những cái điều mà khán giả luôn luôn mong chờ ở Hồ Văn Cường. Và bật mí cho khán giả biết là hôm nay Hồ Văn Cường sẽ hát một cái bản demo rất là mới của Nguyễn Minh Cường. Và mình sẽ để dành cái điều bất ngờ này đến cuối chương trình nha. Đầu tiên thì uống nước. Chú cháu mình cạn ly cái là tuy là hai ly nước hơi trắng nhưng mà cạn ly xíu cho nó thấm giọng. Hồ Văn Cường của hiện tại, bây giờ thì chú đang thấy là con đang đi diễn cũng rất là nhiều nơi, đúng không? Và chiếm được tình cảm của rất là nhiều khán giả. Vậy thì trong năm 2024 này, con có nhiều cái món quà hơn dành cho khán giả không? Có những cái dự định gì mà mình sắp sửa phát hành hay không? Thì mọi người cũng biết là trong năm 2023 thì con cũng may mắn được các anh chị cô chú bầu xô yêu thương cũng như là đặc biệt là tất cả quý vị khán giả đã luôn ủng hộ cho con. Cho nên là trong một năm 2023 vừa qua là một cái năm vô cùng là hạnh phúc đối với con. Hạnh phúc. Và tất nhiên là một sang năm mới thì con sẽ cố gắng để mà tạo ra nhiều cái bài hát hay hơn nữa và những cái sản phẩm chất lượng hơn để mà gửi đến quý vị khán giả. Hiện tại thì tất cả mọi người có thể thấy cái dòng nhạc mà con đang định hình và theo đuổi đó là dòng nhạc trữ tình, bolero, dân ca cũng có, đúng không? Thì con có một cái định hướng nào mình phá cách chút? Thế thì năm 2024-2025 sẽ có một Hồ Văn Cường hát ballad nữa không? Thật ra thì con luôn muốn mình là sẽ ngày càng mới mẻ hơn. Và nếu mà mọi người theo dõi con trong suốt một năm qua thì con cũng ngoài là sở trường của con là dân ca và bolero thì con cũng có lớn sân hả? Lớn sân mình sang một cái dòng nhạc khác mới cho cái hình ảnh của mình nó mới mẻ hơn. Cái này thì chú chưa cập nhật được nha. Mình giới thiệu rõ hơn là bây giờ là mình đã hát nhạc trẻ hay là nhạc đen xin nào? Dạ, nhạc đen thì con chưa có chưa có thử. Nhưng mà dòng nhạc ballad thì con cũng đã có thử sức một vài bài. Có hát Hoa Đã Không Màu chưa? Bài đó thì con cũng chỉ mới hát karaoke nhà thôi. Chưa có dám biểu diễn ở ngoài sân khấu. Mình mạnh dạn lên, chú cấp quyền biểu diễn cho con. Thú thật đó là cái bài hát Hoa Nở Không Màu hay là Buồn Làm Chi Em Ơi hay là những nhiều bài của chú nó đã gọi là quá ấn tượng với khán giả rồi. Cho nên là con cảm thấy mình chưa đủ cái sự tự tin để mà có thể chinh phục được cái bài hát đó của chú.
Và hy vọng là năm nay thì con sẽ cố gắng rèn luyện hơn, tập luyện thanh này nọ để có thể hát nhạc của chú. Chú nghĩ không cần chờ đâu, khán giả họ cũng không có đợi chờ lâu vậy đâu, ngay tại bây giờ chú sẽ cho con một thử thách, hát một ca khúc của chú. Tất nhiên thì một ca khúc sẽ là theo cái sở trường của con. Buồn làm chi em ơi, đi mình thử một lần để xem rằng là song cường mình sẽ có những cái sự đồng cảm trong cảm xúc âm nhạc như thế nào. Biết đâu rằng là sau ngày hôm nay thì chú cháu mình sẽ có nhiều cơ hội để gặp nhau và cùng nhau tạo nên những cái tác phẩm thật là hay dành cho khán giả. Sẵn sàng chấp nhận thử thách không? Buồn làm chi em ơi nhé. Dạ, đến đây hôm nay thì không có cái lý do gì để mà từ chối. Trời ơi dễ thương quá, không lý do gì từ chối. Chú không ép nha, chú không ép đâu, nhưng mà con phải tươi lên để khán giả con nghĩ rằng là ở cái ông Nguyễn Minh Cường này tới đây rồi ép thằng nhỏ hát màn nhỏ nó không thích. Có thích không, quan trọng Dạ đầu không, tiên là thích có thích thích. nhưng mà thôi kệ, hôm Thôi nay kệ, thử sức. thử sức. Cảm ơn con, và ngay bây giờ là Buồn là chị em ơi qua tiếng hát của Hồ Văn Cường. Đây còn tim
xin mang theo kỷ niệm thêm bao nhiêu nỗi niềm, theo hoa rơi bên thềm và giữ mãi tận đây con Và đó là Buồn Làm Chi Em Ơi, Hồ Văn Cường. Ngon à, được nha. Bây giờ tự tin hơn chưa? À, dạ cũng hơi thôi. Ừ. Yeah. À, thật ra lúc trước á, cô Uyên có nói chuyện với chú. Yeah. Có nói rằng là Cường ơi, em xem em có lúc nào em viết cho Hồ Văn Cường một vài bài. Yeah. Tại vì Cường hát hay lắm. Thì cái việc hát hay á, thì chú biết rồi. Nhưng mà cái nguyên tắc mà làm việc của chú á, là phải tiếp xúc, phải hiểu về giọng hát nhiều và phải nói chung là sẽ có sự đồng điệu trong cảm xúc. Thì chú mới viết được một cái ca khúc mà nó thực sự gọi là Donny đóng giày cho người ca sĩ. Cho đến ngày hôm nay chú mới nghe những cái bài hát của con nhiều hơn. Và đặc biệt là trong trong giai đoạn vừa rồi thì con cũng có phát hành rất là nhiều những cái ca khúc. Yeah. Mới đây nhất là một ca khúc về xuân đúng không? Anh Cho Em Mùa Xuân. Anh Cho Em Mùa Xuân. Yeah. À, và chú thấy được rằng là Hồ Văn Cường bây giờ có sự trưởng thành trong giọng hát, chín chắn, gọi là chín mùi thì đúng hơn. Và cảm xúc thì quá là tuyệt vời. Cho nên là để năn nỉ cô Uyên cho Hồ Văn Cường tham gia vào podcast show Nhâm Nhi Guitar thì chú đã viết. Nhưng mà thật sự là từ cái tâm của chú. Tại vì qua một khoảng thời gian chú nghe con hát và chú có cảm xúc, cho nên là đã có một bài hát. Yeah. Nhá cho khán giả thêm một lần nữa. Nhưng chưa đâu, để mình phải giữ chân khán giả lại tới cuối. Yeah. Nha. Cuối show này sẽ có một cái ca khúc rất là mới mà Hồ Văn Cường sẽ thể hiện, của Nguyễn Minh Cường. Yeah. Rồi. Hiện tại bây giờ thì con vẫn đang đi học đúng không? Dạ. Yeah. Vậy thì con sắp xếp như thế nào giữa cái việc ca hát và cái việc đi học của mình? Dạ, yeah, thì hiện tại thì con cũng đang song song giữa việc học với lại việc hát. Và con cũng biết rằng khi mà mình hoạt động song song giữa hai cái thì mình sẽ không có làm tốt nhất có thể, nhưng mà con vẫn cố gắng để mà cân bằng hai cái. Dạ. Yeah. Yeah. Thế thì mình sẽ dành nhiều thời gian. Con nghĩ là cả hai. Mình đang cố gắng để một nửa cho việc học, một nửa cho âm nhạc. Vậy thì rõ ràng là một cậu bé nhưng mà rất là bản lĩnh. Tại vì cái việc cân bằng đó không phải ai cũng có thể làm được đâu. Có nhiều người nha, chú thấy có nhiều bạn cũng đang theo học, thậm chí là theo học cả trường âm nhạc luôn. Nhưng mà khi mà các bạn đã quay vào cái guồng đi làm thì các bạn lại đam mê cái việc làm hơn là các bạn học. Cuối cùng là các bạn sẽ bỏ ngang không học nữa. Và nếu như mà con có cái sự cân bằng đó thì con quả thật là một cậu bé rất là bản lĩnh. Thật ra thì con cũng may mắn là có nhà trường cũng giúp cho con rất là nhiều, hỗ trợ con rất là nhiều để mà con có thể hoàn thành tốt nhất có thể. Còn về việc hát thì con cũng may mắn là có cô chú như là cô Uyên, thầy Trí và các cô chú nhạc sĩ giúp đỡ rất là nhiều. Cho nên là cái việc mà cân bằng giữa hai cái nó cũng rất là dễ dàng. Không phải gọi là dễ dàng, là sao ta? Nói chung là mình may mắn để mình có thể cân bằng được giữa hai cái. Nhưng mà chú không nghĩ là may mắn đâu. Tại vì do con dễ thương á. Con dễ thương cho nên là con được nhiều người thương. Mình vậy đơn giản, nhà trường cũng thương. Các cô chú đồng nghiệp đi, gọi là cô chú đồng nghiệp cũng thương. Cả hai bên đều tạo điều kiện để cho con có thể cân bằng được cái điều đó. Thì con mình hãy cứ giữ cái sự dễ thương này. Thật ra thì con nói, lúc mà con nói bây giờ con đã 21 tuổi đúng không? Chú hết hồn. Chú hết hồn. Tại vì cái ấn tượng của chú với Hồ Văn Cường á, thời Việt Nam Idol Kids á, cho tới bây giờ vẫn như vậy. Con vẫn rất là hồn nhiên, rất là trong sáng. Vẫn rất là không nhìn ra được 20 tuổi đâu. Nhưng trong giọng hát thì rõ ràng là chín mùi rồi.
Và buồn làm chị em ơi lúc nãy là một minh chứng cho việc rằng là có thể Nguyễn Minh Cường và Hồ Văn Cường sẽ có nhiều hơn những cái sự hợp tác trong tương lai. Không biết rằng là khán giả của con có thích thú cái điều này không, nhưng mà chú tin là khán giả của chú sẽ cực kỳ mong chờ cái sự hợp tác này. Dạ thôi, hôm nay thì sẵn có cái chương trình này thì mình kêu gọi. Kêu gọi à? Dạ. Trời ơi, mình kêu gọi nè. Bây giờ mình quay lại cái thời gian Việt Nam Idol, mình kêu gọi mọi người bình chọn đúng không? Dạ. Dạ. Dạ thì đây là lần đầu tiên mà hai chú cháu cũng hợp tác với nhau, cho nên là rất là mong quý vị khán giả sẽ luôn ủng hộ và sẽ yêu thích những cái sản phẩm âm nhạc trong tương lai mà hai chú cháu mang đến cho quý vị. Trời ơi, nghe thôi là chú chắc chắn là mọi người sẽ ủng hộ rồi đó. Dạ. Nó rất là chân chất, rất là giản dị và rất là chân thành. Dạ. Yeah. Wow, hãy cố gắng giữ cái sự chân thành này. Yeah. Và mọi người sẽ luôn luôn yêu thương con như là những gì mọi người đang làm. Yeah. À, chú ngưỡng mộ con ở chỗ là show con lúc nào cũng cháy vé nha. Chú nghe cô Uyên nói đó. Không phải ca sĩ nào cũng được cái điều đó đâu. Mình được tổ nghề thương, mình được khán giả thương thì đó là một cái may mắn đối với mình. Và con hiểu là để đáp lại những cái tình cảm đó thì mình sẽ phải làm gì đúng không? Thế thì rõ ràng là trong năm 2024 này mọi người mong chờ Hồ Văn Cường nhiều hơn. Bây giờ ngay trong Nhâm Nhân Guitar đi. Nãy giờ mình nhá hàng nhiều quá rồi. Bây giờ thì mình sẽ gửi tặng cho khán giả một cái món quà âm nhạc. Hôm nay chỉ là bản demo thôi. Đúng không? Rõ ràng là chú có nói trước là cái bản acoustic này, tại vì ở đây chỉ có không gian mộc mạc. Thì là chú cháu mình sẽ cùng nhau tạo nên một cái bản demo để dành tặng cho khán giả. Và sau đó thì chú hy vọng là sẽ có một cái bản chính thức official ở trên kênh YouTube chính thức của Hồ Văn Cường. Được không? Thật ra thì hai bài hát mà con hát trong Nhâm Nhi Guitar thì cũng đều là những ca khúc lần đầu tiên thôi. Hai chú cháu cũng mới có liên hệ vài ngày thôi. Cho nên là rất là gấp gáp. Cho nên là mong là nếu mà có một cái sai sót nào thì cũng mong quý vị sẽ bỏ qua và đón nhận một cái sản phẩm chính thức chẳng hạn. Trời ơi, coi thằng nhỏ nó run run mà dễ thương chứ kìa. Trời ơi, nó run run cái miệng, nó run run nghe. Bình tĩnh chưa? Áp lực. Không sao hết. Đặc biệt, nói cho con biết là khán giả của Nguyễn Minh Cường rất là dễ thương luôn. Và họ sẽ mở lòng đón nhận những cái sản phẩm âm nhạc đến từ cảm xúc, trái tim, chạm đến trái tim. Chỉ cần con đặt hết cảm xúc của mình vào tác phẩm là chú tin rằng là mọi người sẽ đón nhận. Và bây giờ thì cùng nhau gửi đến mọi người một ca khúc mới toanh. Một bản demo thôi nha, chỉ là demo thôi nha mọi người nha. Cung đàn thương nhớ qua giọng hát của Hồ Văn Cường. Đôi bàn tay buồn thay số kiếp cô liêu, phận duyên lỡ làng đường yêu vỡ tan. Xin hỏi ông trời làm sao để lòng vơi bớt, thương thì con thương nỡ đâu cách chia đôi đường. Bao tố từng cơn ngậm ngùi trong nỗi cô đơn, mùa thu bé bàng rồi đông rét căm, xuân đến xuân về đời mong hết bao mùa xuân.
đàn ai oan buồn, nắng chiếu tâm can, tang tích tịch tình tang, thời gian như màu thương nhớ, tiếng cung đàn đã vỡ, người cùng nỡ sang ngang, đôi mắt hoen bờ cây, lòng buồn thiêu trách ai bây giờ. Tang tích tịch tình tang, thời gian như màu thương nhớ, tiếng cung đàn đã vỡ, người cùng nỡ sang ngang, đôi mắt hoen bờ cây, lòng buồn thiêu trách ai bây giờ. Kỷ niệm ngày xưa vẫn đầy nỗi sao cho vừa, lá úa lìa cây mà cây đâu muốn cách xa, đành ôm nỗi buồn, đành ôm vẫn vương đi tiếp con đường. Ngày mai nắng vẫn còn buông, đi tiếp con đường. Ngày mai nắng vẫn còn và đó là cung đàn thương nhớ, một sáng tác mới toanh của Nguyễn Minh Cường dành cho Hồ Văn Cường. Cảm xúc của con bây giờ như thế nào? Con cảm thấy rất là nhẹ nhõm bởi nhẹ vì nhõm. Là bởi vì là khi mà hát một cái bài hát mới á, thì mình khi mà mình chưa có nghe hoặc là chưa có hát qua lần nào thì mình khó có thể mà đặt cái cảm đúng cái cảm xúc của mình. Cho nên là khi mà hát xong thì cảm thấy rất là nhẹ nhõm. Và chú thấy như thế nào? Nếu mà thang điểm 100 nha, hôm nay chú chấm cho con 85 điểm. Dạ con tưởng dưới trung bình chứ. Không thể nào, tại vì chú hiểu cái giọng hát của con, bây giờ thì hiểu hơn nhiều rồi. Cái cảm xúc của con nó rất là tốt. Và từng câu từng chữ mà con thể hiện thì chú nghĩ rằng là nó đã chạm được trái tim của chú và khán giả. Cho nên là 85 điểm này là để động viên tinh thần, khích lệ để chuẩn bị sẽ có một cái bảng 100 điểm dành lại cho khán giả nha. Rất là cảm ơn Hồ Văn Cường vì đã dành thời gian đến với Nhâm Nhi Guitar của chú. Cháu Cường đã đến với chú Cường. Bây giờ mình vẫn chưa thuận miệng lắm khi gọi chú cháu, nhưng mà thôi, mình cũng đã có tuổi rồi. Chúc cho Hồ Văn Cường sẽ đầu tiên là ngày càng đẹp trai, giữ vững được phong độ, cái sự chân chất, cái sự chân thành và cảm xúc. Và âm nhạc của Hồ Văn Cường thì sẽ ngày càng lan tỏa đến nhiều, đông đảo hơn đến trái tim của khán giả. Và mọi người sẽ luôn luôn yêu mến Hồ Văn Cường. Cảm ơn chú ngày hôm nay đã mời con đến đây và có những cái chia sẻ cũng như là những cái bài hát thật là hay để gửi tặng đến quý vị khán giả. Và đâu đó có thể giúp con có thể cho khán giả hiểu hơn về con. Chú nghĩ rằng là khán giả hiểu rồi đó.
hiểu hiểu cho nên mới yêu mới thương mình, mạnh dạn lên, tự tin hơn nữa, làm nhiều, ra nhiều bài để đáp lại cái tình cảm khán giả, hứa nha. Và đó là thời lượng phát sóng của Nhâm Nhi Guitar tuần này. Rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi. Podcast show Nhâm Nhi Guitar sẽ được phát sóng hàng tuần trên kênh YouTube của Nguyễn Minh Cường. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. Bây giờ là xong rồi chứ. Nó sẽ nhanh dữ. Không phải nhanh mà là mình ngắn gọn xúc tích như vậy thôi. Để giữ lửa lại. Rồi sau này mình làm nhiều cái hơn. Hay là có muốn nói thêm, chú nói thêm cho. Được rồi. Nói như đây con đã bí văn rồi đó. Bí văn rồi phải không? Ok.